nhặt được bọc tiền lớn, nam sinh nhà nghèo trả lại người đánh rơi. Nhặt được hai cục tiền ngoài đường, nam sinh tiểu học vội mang về đưa anh trai nhờ tìm cách trả lại người đánh rơi. Gia cảnh của em rất đặc biệt, bố nằm viện, bản thân em chưa có tiền mua sách đến trường. Nguyễn Đình Cảm ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho năm học mới. Đó là em Nguyễn Đình Cảm, 10 tuổi, thôn Ia Quy, xã Ia Ion, huyện Krông Park, Đắk Lắk. Nhắc chuyện nhặt được tiền, Cảm nhớ lại, chiều hôm đó, ngày 29 tháng 8, con vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì thấy hai cục tiền to nằm bên đường. Con định không nhặt nhưng sau đó cầm về đưa cho anh trai nhờ tìm người làm rơi. Anh trai vặn hỏi lấy ở đâu khiến con sợ toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên con cầm cục tiền lớn đến vậy. Trước giờ con chỉ cầm ít tiền mừng tuổi thôi, Cảm thật thà. Anh Nguyễn Đình Dũng, anh trai Cảm kể. Cảm cầm hai cục tiền về bảo nhặt được làm tôi lo nhiều hơn. Tôi gọi cho anh trai Nguyễn Đình Kiên, bí thư chi đoàn thôn. Lúc đó vừa chở bố lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tái khám bệnh xơ gan để thông báo sự việc. Sau đó, anh trai đã gọi điện cho bác trưởng thôn Ia Quy báo cáo sự việc. Ban tự quản thôn cùng công an viên tới nhà kiểm đếm số tiền, tổng cộng được gần 19 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận số tiền trên, công an xã Ia Ion đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh. Sáng ngày 30 tháng 8, chủ nhân đánh rơi số tiền trên đã liên hệ xin nhận lại. Đại diện công an xã cùng Cảm trả lại toàn bộ số tiền cho người làm mất. Nhận lại tiền, anh Nguyễn Quốc Trung, thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Park, xúc động kể, khi đi giao hàng, vợ chồng anh đánh rơi bọc tiền. Anh tìm nhiều nơi nhưng không thấy, cứ nghĩ đã mất. Sau đó, gia đình thấy trên mạng xã hội đang thông báo có người nhặt được tiền nên lên công an xã Iai ông xin nhận lại. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng thôn Iagui cho biết, gia đình Cảm còn nhiều khó khăn. Mẹ đi làm ăn xa, bố bị bệnh, thường xuyên đi viện. Cảm là con út trong gia đình có 5 anh em. Hai anh chị cả đã lập nghiệp nơi xa, trong nhà chỉ còn 3 anh em Cảm thay nhau chăm sóc bố. Ngoài ba sao đất vườn, hai anh trai lớn còn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và lo thuốc men cho bố. Năm nay Cảm lên lớp 5, em học phân hiệu Buôn Iai Ông Bê trường tiểu học Nơ Trang Long. Còn cậu bé hồn nhiên khoe quả sầu riêng to vừa được chú công an tặng, em sẽ để dành chờ bố đi bệnh viện về cùng ăn. Việc trả lại tiền cho người đánh rơi, em đã được gia đình, thầy cô dạy. Nay em đã thực hành được điều ấy, em rất vui, Cảm nở nụ cười trong veo. Hành động nhặt được tiền rơi, trả lại cho người làm mất của Cảm và gia đình trở thành câu chuyện đẹp giữa mùa dịch COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.